Chào các bạn nhé. Sau đây mình sẽ giới thiệu qua về cái máy vun, mấy cái máy vun luống này. Đây hiện tại trên hình là cái máy vun luống sử dụng động cơ xăng. Đấy. Máy vun luống này thì hiện tại là đang dùng để tạo luống và vun cây. Đây là nó đang dùng để vun cây. Đây đây đang vun mía đây. Còn đây là vun khoai tây. Đây khoai tây không hay khoai lang nhỉ? Đi đây, tối phát luôn. Thông tin về cái máy này thì nó có hai bánh nâng đằng trước, tiếp đến là hai cái bánh vun và cuối cùng là hai bánh chuyển động. Cái máy đang chạy trên hình đây là máy sử dụng động cơ xăng Mitsubishi. Rất hiệu quả. Hai cái cánh kia của nó có thể nâng lên hạ xuống để căn chỉnh cái độ góc bắn của đất. Thông tin thì mọi người có thể liên hệ với mình theo số 0978760984 hoặc số 0974800806. Mọi người có thể gõ trên Google tìm kiếm KT1H hoặc KT3H nhé. Hai bánh đằng trước và tiếp đến là hai bánh vun này và cuối cùng là hai bánh chuyển động. Hết xăng, hết xăng.